Yo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lão ở đây. Hôm nay chúng ta lại đến với Blog Food tập 4 nhá. Đến với tập 4 thì chắc là mình sẽ đi mua một trái Blog Food mới và mình sẽ ăn cái trái mới đấy nhá. Có một điều mà mình đang rất là thắc mắc, đó là những cái trái ác quỷ mà mình random ra ấy, xong rồi mình lưu trữ vào dương nhưng mà không làm cách nào để mà lấy ra khỏi dương được. Mình random ra rất là nhiều trái xịn nhá. Có trái ánh sáng, có trái bóng tối, có trái băng, nhưng mà không ra nào lôi ra được. Cái này không biết là do lỗi của game hay là do cái tính năng gì mà mình không biết ta. Bạn nào mà biết cách lấy ra thì chỉ mình với nhá. Để mình lấy ra mình ăn, mình test thử coi. Nên là hôm nay thì cứ tạm thời mình sẽ đi mua một trái mới đi. Có mỗi một cái là mấy cái trái ở trong cửa hàng này thì khi mà chúng ta mua một cái ấy, là chúng ta sẽ ăn luôn rồi. Mà mình thì mình muốn là trải nghiệm cái cảm giác ăn cô. Thôi thì đành vậy. Giờ không lấy ra được thì biết làm thế nào bây giờ. Đâu rồi ta? Để xem là hôm nay cửa hàng nó sẽ bán trái gì nhá. Đại bàng này. Đại bàng thì hơi cùi đúng không? Uầy, đây rồi. Mắc ma 850.000, quất luôn. Đấy, như vậy là mình đã sở hữu năng lực trái quỷ mới rồi nhá. Ok, ra đây test cái coi nào. Chiêu đầu tiên, nham kích. Uầy, được của nó thế nhờ. Dùng cái chiêu này là sẽ có hai cái bàn tay dung nham đập vào như kiểu vỗ tay. Hết sảy luôn các bạn ơi. Để mình xem là còn bán trái gì khác nữa không. Biết đâu bên dưới còn trái gì khác thì sao. Ban nãy mình cũng hơi nóng vội, mua trái dung nham hơi vội. Để xem bên dưới còn trái gì không. May. Hết hàng hết rồi. Không, mình lại bỏ lỡ cái gì thì tiếc lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi farm nhá. Tự dưng thấy có duyên ghê. Ăn trái dung nham cái xong rồi làm đúng nhiệm vụ trên đảo dung nham luôn ạ. Cái này là mình cũng không ngờ tới luôn đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi đánh con boss nha. Trái dung nham này thì thức tỉnh chiêu nó khá là nhàn. Có tới thông thạo 140 là mở khóa hết tất cả các kỹ năng rồi. Nên là bây giờ thì mình sẽ đi xúc con boss. Mấy con này nãy giờ mình thăm quá trời farm này. Thôi các anh ơi, em không đánh các anh đâu. Em đi đánh boss đây. Đây chắc là con boss rồi. Akainu. Nào, chúng ta xuống chiến nha. Dùng chính dung nham để đánh bại con boss dung nham. Anh em thấy như thế đã đủ ngầu chưa? Nhưng mà có cái dương vàng, lụm cái dương vàng cái đã. 793 tiền. Qua đây bạn ơi, qua đây. Một đập nè. Cú tát yêu thương. Mỗi tội xịt. Đấy, chiều khắt tung. Mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách với lại con boss này. Và mình sẽ tung chiêu từ xa. Chiêu mạnh nhất, mưa dung nham. Đó, đủ ngầu chưa? Ủa, sao mình lại chết rồi ta? Uầy, mình tung chiêu xong mình tự chết luôn à? Hay là có khi nào con boss kia nó cũng tung chiêu mình không để ý không ta? Coi bộ là có vẻ căng rồi nha. Thôi, mình sẽ đánh cẩn thận hơn một chút. Chắc là ban nãy do mãi tung chiêu quá mình cũng không để ý. Ok, không sao. Sai lầm thì chúng ta làm lại thôi. Hai cái chiêu này thì tầm gần rồi. Đây, mình sẽ dùng chiêu C với chiêu V thôi nhá. Lại đây, lại đây. Cái trái dung nham này nó lợi lắm. Mặc dù là dùng chiêu xong rồi nhưng mà dung nham vẫn còn. Thì cái con boss kia nó đi qua vẫn sẽ mất máu như bình thường. Việc của mình là phải dụ làm sao để cho nó đi qua nhiều cái vũng dung nham nhất. Lại đây bạn ơi. Trượt rồi, trượt lất luôn rồi. Nhưng mà boss nó vẫn mất 500 máu kìa. Ui, hiểu. Thế là do ban nãy là con boss này nó đánh cái chiêu đó mà mình không để ý. Giờ thì còn lâu mới đánh được mình nhá. Có cái nịt bạn ạ. Đấy, nó cũng có nắm đấm dung nham luôn kìa. Nhưng mà may là nó không có mưa dung nham. Với lại mấy cái chiêu mạnh mạnh như mình. Nửa cây máu rồi. Nửa cây máu rồi. Nào lại đây. Cú tát yêu thương. Ui. Thôi rồi các bạn ơi. Có lẽ là mình không nên đến gần đâu. Muốn trao cho nhau một chút yêu thương. Nhưng mà cái con boss này không ổn rồi. Cứ lại gần là nó đấm cho một cái. Là tí nữa thì mình tụt huyết áp đấy. Ui. Hên. Tí thì toang. Tí thì toang. Rồi xong toang thật luôn. Có vẻ hơi khó nhằn nhờ. Hay là do mình cộng nhầm cái gì ta? Sao mình cảm giác mình yếu thế nhờ? Không biết là có phải là do mình cộng nhầm chỉ số hay không. Mà sao boss gì mà đụng mình một cái thôi là mình đã bốc hơi rồi. Hay là game này càng về sau boss nó sẽ càng mạnh ta? Mấy con boss trước thấy có vẻ nhàn nhàn. Mà con boss này có vẻ khoai gôi. À tới đây. Cho một phát đấm vào mặt nè. Bắn đi bạn, để mình còn né. Ấy, bắn xong rồi tới lượt mình nhá. Chết rồi đấy.
À, chưa chết à? Chưa chết thì bây giờ chết. Ok, xong. Nãy giờ chạy chật thì cuối cùng cũng thắng được con boss rồi. Chết xương xương đâu đó có hai lần à. Ít mà đúng không? Chắc là do mình cộng sai cái chỉ số rồi. À, đây, từ từ. Các bạn xem là mình cộng như này đúng chưa nhá. Nếu như mà chưa đúng thì các bạn comment chỉ mình cách cộng với nhá. Thì mình thấy nó cũng có vẻ hơi yếu rồi đấy. Chắc là do mình cộng sai ở đâu đấy. Cuối cùng thì cũng tới. Cái đảo này nó xa ghê. Ủa? Nhưng mà sao đảo gì mà có mỗi một tí thế này? Quái không thấy luôn. Thấy mỗi mấy ông bán tàu thuyền không à? 19m. Từ từ. Lên bờ rồi đã. Này. Các bạn nhìn này. Ôi ôi. Cái đảo gì mà có một tí thế này? Bên này thì hai ông bán thuyền rồi. Nhận nhiệm vụ ở đâu ta? Sai sai ở đâu ấy nhở? Hay ở dưới này? À, ok, hiểu. Đúng là thành phố dưới biển có khác. Phải xuống biển mới tới được. Chỗ nhận nhiệm vụ đây rồi. Kinh Neptune. Uầy, map này lại có boss nữa các ông ạ. Lại sắp được đánh boss rồi. Nhưng mà giờ thì phải đi farm đã. Có bạn nào mà đang xem video của mình mà chơi game mà chưa từng xem phim một lần không? Chắc chắn là phải có chứ đúng không? Kiểu gì chẳng có. Nếu như mà chưa xem One Piece bao giờ ấy, thì xem đi nhá. Hay lắm, hay dã man luôn, hay cực kỳ luôn. Này không phải là quảng cáo đâu, mà nó là sự thật đấy. Hay lắm. Mà mình nhớ không nhầm thì hình như là cái đảo người cá là sau tham kíp là bắt đầu xuống đây. Mà mình chơi mới có mấy hôm mà đã gặp đảo người cá thế này rồi. Có khi nào sắp end game rồi không ta? Nghỉ lắm cơ ông ạ. À, ok, lên 426 rồi. Được đi đánh boss rồi, nhưng mà farm nốt con này đã nhá. Dành tặng cho bạn cú tát yêu thương cuối cùng. Mình về đây đánh boss đây. Con boss thì mình biết ở đâu rồi đấy. Nó trong cái nhà cái kìa. Nhưng mà bây giờ phải nhận nhiệm vụ trước đã. Xong rồi đánh sau. Vội vàng làm gì. Đấy, chúa tể người cá. Nghe cái tên mình thấy ngầu rồi. Đi xem mấy chúa tể như nào nào. Đây, chúa tể người cá. Chuyên cắn thuốc. Hot đi. Chào sân cá nhè. Uầy. Mới chào sân nhẹ mà chúa tể người cá đã mất đi gần nửa cây máu rồi. Sợ thế. Bây giờ thì mình sẽ phải thăm dò xem là chúa tể người cá có những cái chiêu thức gì nha. Xong rồi mình mới nghĩ cách ra để mình khắc chế được. Chứ mấy con boss kia không tìm hiểu chiêu trước xong rồi cứ lao đầu vào là tí là toang à. Quăng chiêu đi. Không quăng chiêu thì mình quăng. Ở cái nơi này được cái là nó lại còn có cái địa thế là có nhiều cột. Nên mình có cái chỗ mình nấp. Ủa? Sao đầy máu rồi? Nãy đánh gần chết rồi giờ lại đầy máu à? Như vậy là chúa tể người cá này có chiêu hồi máu các bạn ơi. Mình sẽ dựa vào cái cột này nhá. Đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ chơi trò đố anh bắt được em. Mình còn có 240 máu thôi. Qua đây. Không biết là đứng đây tung chiêu có chính chúng ta. Ừ, vẫn dính kìa. Ngon. Vậy thì mình sẽ không cần phải nhìn thấy chúa tể người cá đâu. Mình sẽ cứ quăng chiêu vào cột thôi. Là sẽ bao lợi. Qua đây. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Cơ hội của mình. Một cú tát yêu thương đầy tình thương mến. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong con boss ở đảo người cá nhá. Vậy là mình đã đánh bại hai con boss trong tập này rồi. Một con là boss Akainu với lại một con là boss Hody. Boss ở đảo người cá với lại boss ở đảo Dung Nham. Chắc là mình cũng xin phép kết thúc cái tập này ở đây đây. Nếu như mà bạn nào biết cộng chỉ số mạnh mạnh thì nhớ là hướng dẫn cho mình với nhá. Comment xuống bên dưới không có gì thì mình sẽ chỉnh theo. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập lần sau. Bye bye.